tao mày biết vậy đấy. Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì bác sĩ Thái vừa mới cắt chỉ cho cô ruột của mình. Cách đây một tuần thì cô có thực hiện một cái kỹ thuật, đó là căng da mặt bằng chỉ không tiêu. Đấy, thì hôm nay thì bác sĩ sẽ cho các bạn xem cái kết quả. Nhưng mà trước khi xem thì mời các bạn xem lại cái da mặt của cô trước khi mà cô làm thủ thuật. Đó, trước khi làm thì cái vùng rãnh mũi mã của cô hai bên nó rất là nhiều da, rất là trùng sệ và cái rãnh nó rất là rõ. Những cái vùng đuôi mắt đấy, các bạn xem những cái vùng đuôi mắt này là nó rất là nhiều vết chân chim, nếp nhăn rất là nhiều, nhìn trông già nua đi rất là đáng kể. Thì bác sĩ Thái đã lựa chọn một phương pháp căng da mặt rất là đặc biệt, đó là căng da mặt bằng chỉ không tiêu. Đây là một trong những cái phương pháp mà cái mức độ xâm lấn gần như là tối thiểu đến cái vùng mặt của bệnh nhân, của khách hàng, và nó cũng cho một kết quả rất là tốt. Hiện nay thì cái căng da mặt này thì nó có 3 phương pháp chủ yếu. Cái phương pháp thứ nhất là phẫu thuật căng da mặt, thì đây là một trong những phương pháp mà cũng được các bác sĩ lựa chọn để sử dụng cho bệnh nhân. Nhưng mà cái này nó cũng có những cái ưu điểm là nó làm cho cái da mặt mình nó có thể nó căng tuyệt đối. Nhưng nhược điểm này mình phải trải qua một cái cuộc mổ rất là lớn, và bệnh nhân thì phải nằm viện khá là lâu. Và đương nhiên là khi mà giải quyết vùng da thừa thì những cái vết khâu sau khi mình cắt da ấy, thì nó sẽ ngay từ đầu tiên nó sẽ không được đẹp. Đấy, và đặc biệt thì những cái này nó sẽ sau nó sẽ đau, nó phù nề nhiều. Còn một cái phương pháp mà hiện nay cũng phổ biến hơn và nhiều nhất và đã được các cái thẩm mỹ viện và các cái spa là thực hiện rất là nhiều, đó là cái căng da mặt bằng chỉ collagen. Thì đây cũng là một trong những cái phương pháp mà được khách hàng lựa chọn rất là nhiều, bởi vì nó cũng là một cái đầu tiên là nó ít xâm lấn, cái thứ hai là khi mà căng da mặt bằng chỉ collagen ấy thì cái chỉ collagen nó sẽ được đưa vào dưới da, và cái vùng da mình sau khi làm ấy thì được nuôi dưỡng, nên là những bạn mà làm xong cảm thấy da mịn màng hơn và trông nó đẹp hơn. Đấy, nhưng mà cái hiệu quả để xóa những cái nếp tự nhiên và những cái trùng sệ da thừa rồi các thứ, thì hoặc những cái vết chân chim như này, thì nó cải thiện nó không được nhiều và nó không được lâu. Đấy, thì thường là những cái trường hợp này thì mình sẽ chỉ giữ được khoảng độ 1 năm hay 2 năm thì những cái rãnh như thế này, những rãnh mũi má như này nó cũng sẽ xuất hiện. Đó, thì cái phương pháp mà hiện nay mà bác sĩ Thái đang sử dụng cho khách hàng của mình, đó là căng da mặt lại bằng chỉ không tiêu. Đấy, chỉ không tiêu thì thường là khi mà đóng ổ bụng thì người ta cũng có thể người ta sẽ sử dụng những cái chỉ như thế, hoặc là khâu mạch máu. Đấy, thì cũng bằng những cái chỉ không tiêu như vậy, thì nó rất là an toàn. Chỉ có khi mà khâu ở mạch máu thì nó những cái chỉ đấy thường người ta khâu những chỉ kích cỡ nó nhỏ, nhưng mà khâu những cái vùng da đầu hoặc khâu những cái trong cái trường hợp mà căng da mặt như này thì mình sẽ chỉ sử dụng những chỉ kích thước to hơn thôi. Nó chỉ khác nhau về kích thước chứ nó về bản chất thì nó không có sự khác biệt, nhưng về cái hiệu quả để nâng cơ của cho bệnh nhân ấy, thì nó rất là tốt và rất là bền vững. Đấy, cái này thì 5-7 năm sau khi mà thực hiện dịch vụ này thì mình cũng có thể là điệp lại, là để căng lại để cho cải thiện cho cái da của bệnh nhân, chứ cũng không nhất thiết phải làm lại hoàn toàn ngay từ đầu. Thế đây là cái mà kỹ thuật mà mình cũng bác sĩ cũng rất là tâm đắc khi thực hiện, và nó rất là an toàn nhé. Chính vì nó an toàn nên mình mới thực hiện cho những người thân quen của mình trước. Đây là cô ruột của mình. Mình giới thiệu là cô của mình thì được mình cắt toàn bộ tử cung, và cô bị u xơ tử cung, mình cắt toàn bộ tử cung qua âm đạo rồi. Xong cô lại bị u tuyến giáp, thì mình cũng là người mà mổ cho cô mình.
cắt toàn bộ tuyến giáp. Đấy, sau đó thì cắt mí trên, mí dưới, rồi bây giờ là căng da mặt. Thế hiện nay thì sau một tuần khoảng 10 ngày cũng cô cũng rất là nhiều việc nên hôm nay mới sắp xếp được đến cắt chỉ, chứ bình thường chỉ 7 ngày là bệnh nhân có thể cắt chỉ được rồi. Nhưng mà cũng do công việc hôm nay là ngày thứ 10 thì cô qua cô cắt chỉ thì mời các bạn xem cái kết quả của cô mình nhé sau khi thực hiện. Đó. Cô chào các bạn đi. Đấy, thì các bạn có thể thấy là gần như là cái những cái vùng đuôi mắt này, đấy, nếp nhăn nó gần như nó mất hết rồi. Đấy, vùng rất là căng và những cái rãnh này nó cũng gần như nó tuyệt đối luôn, nó đỡ rất là nhiều và gần như da của cô đây là không phải bôi son đâu nhá các bạn ạ, không phải đánh phấn đâu, da nó mịn màng như thế sau khi mình làm đấy. Đó thì cả cái vùng xung quanh này gần như là nó bớt hết, mất gần như mất hết những cái nếp nhăn. Đấy. Đây các bạn có thể xem cái trước đây khi mà thực hiện dịch vụ trông rất là già nua. Và bây giờ là cái kết quả hiện tại bây giờ đây, rất là thực tế. Sau khi thực hiện cái dịch vụ này thì bệnh nhân cũng có đau một chút nhưng mà cái đấy thì cũng không xử lý, cũng rất là dễ, bệnh nhân chỉ cần uống thuốc giảm đau là hết. Còn nó cũng có thể thâm quầng cái vùng mí dưới này, nó có thể thâm bởi vì là khi mà bác sĩ làm thủ thuật thì cái dịch viêm thì nó sẽ chảy vào những cái vùng trũng và vùng thấp và những cái vùng có mô lỏng lẻo thì nó có thể gây ra một cái bầm tím một chút nhưng mà dần dần nó sẽ hóa dáng và nó sẽ hết. Cô làm xong cái này cô có thấy đau không cô? Làm được không đau, nhưng mà làm xong hơi đau một chút thôi. Cảm ơn làm đẹp thì phải chịu có một tí không sao cả. Nói chung là cô có hài lòng với cả cái kết quả mà đây cô xem lại cái ảnh cũ của mình nhá. Đấy. Có chứ. Bây giờ. Ai cũng gặp cái người đi được những người lúc em gặp mình sẽ biết là như nay Vân Anh và Úc Nguyễn cũng phát nữa. À giới thiệu chút là Vân Anh là vợ bác sĩ Thái. Ở đâu cũng trong Nguyễn cũng như tưởng ai. Thì đây là một trong những kỹ thuật rất là hay, nếu các bạn quan tâm thì vào ủng hộ cho trang của bác sĩ Thái nhé và bấm like và chia sẻ những cái live stream này cho bác sĩ để cho nếu có ai có nhu cầu thì người ta sẽ quan tâm, người ta sẽ lựa chọn những dịch vụ như này, nó rất là tốt. Cảm ơn các bạn.